Tại châu Á, tuy sử dụng trí tuệ nhân tạo không còn quá mới để thích ứng với COVID-19, thế nhưng thành phố Hàn Quốc sẽ sớm triển khai hệ thống nhận diện khuôn mặt để theo dõi các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, nhằm tiết kiệm thời gian theo dõi và truy vết mầm bệnh là điều chưa từng có trên thế giới. Dự án sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 1 năm 2022 tại Busan, một trong những thành phố đầu dân nhất Hàn Quốc. Hệ thống sẽ sử dụng thuật toán trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ nhận dạng khuôn mặt để phân tích cảnh quay thu thập từ hơn 10.820 camera giám sát, CCTV và có thể theo dõi cùng lúc 10 người trong vòng 5 đến 10 phút. Các cảnh quay nhằm mục đích theo dõi lịch trình đi lại của những người bị nhiễm virus SARS-CoV-2, xác định những người họ đã tiếp xúc gần và kiểm tra việc đeo khẩu trang. Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã sử dụng các công nghệ mới và mở rộng quyền lực pháp lý để cố gắng ngăn chặn làn sóng lây nhiễm COVID-19. Theo báo cáo tháng 3 của trường luật Columbia ở New York, hiện tại Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Ba Lan, Nhật Bản và một số bang của Mỹ đã triển khai hoặc thử nghiệm các hệ thống nhận dạng khuôn mặt để theo dõi bệnh nhân COVID-19. Một quan chức thành phố Busan cho biết, hệ thống sẽ giúp công tác truy vết hiệu quả và chính xác hơn, đặc biệt với một thành phố lớn có dân số hơn 800.000 người. Trong cuộc đối thủ dự án thí điểm vào cuối năm 2020, ông Shandong Chong, thị trưởng Busan cho rằng, hệ thống như vậy sẽ giúp công tác truy vết trở nên nhanh chóng hơn. Đôi khi phải mất hàng giờ chỉ để phân tích một đoạn video từ camera giám sát, việc sử dụng công nghệ nhận diện trực quan sẽ cho kết quả ngay lập tức, ông nói trên Twitter. Ngoài ra, hệ thống cũng giúp khắc phục tình trạng phụ thuộc vào thông tin cung cấp của các bệnh nhân, bởi những thông tin đó không phải lúc nào cũng hoàn toàn trung thực. Trong khi đó, Bộ Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc cho biết họ không có kế hoạch mở rộng dự án trên phạm vi toàn quốc. Ngày 14 tháng 12, Hàn Quốc ghi nhận thêm 94 ca tử vong, con số cao kỷ lục. Số bệnh nhân COVID-19 nguy kịch cũng chạm mốc cao chưa từng thấy với 906 ca. Cơ quan y tế xác nhận thêm 5 ca nhiễm Omicron, nâng tổng số F0 nhiễm biến thể mới ở nước này lên 119 ca. Tình trạng thiếu giường đã trở nên nghiêm trọng tại các bệnh viện trên khắp Hàn Quốc. Tính từ chiều ngày 11 tháng 12, hơn 80% số giường chăm sóc đặc biệt ICU đã kín chỗ. Ở khu vực Seoul, nơi đang đối mặt với đợt bùng phát tồi tệ nhất, chỉ còn 34 giường ICU cho bệnh nhân COVID-19 nặng. Đến nửa đêm ngày 11 tháng 12, 1739 bệnh nhân COVID-19 quanh Seoul vẫn chờ giường, 1222 người trong số đó thuộc nhóm nguy cơ cao. Theo thống kê chính thức, đã có 29 F0 tử vong tại nhà trong 5 tuần qua mà không kịp nhập viện vì bệnh viện hết chỗ. Trong khi đó, từ đầu tháng 11 đến nay, chính phủ Hàn Quốc đã 4 lần yêu cầu các bệnh viện dành thêm giường cho bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch. Sau lần yêu cầu gần đây nhất, ngày 10 tháng 12, thêm 134 giường ICU đã được bổ sung. Nhưng số bệnh nhân vẫn đang gia tăng nhanh chóng, vượt quá khả năng của bệnh viện. Cơ quan y tế Hàn Quốc thừa nhận các bệnh viện đã gần đạt đến công suất tối đa và không thể bổ sung thêm giường. Bác sĩ Sun Jae-jong, chuyên gia y tế của Samsung cho biết, cùng lúc đó, việc tập trung dường bệnh cho các F0 đang lấy đi cơ hội được chăm sóc của những người khác không phải bệnh nhân COVID-19. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 14 tháng 12 ngụ ý rằng chính phủ nước này có thể sẽ sớm áp dụng trở lại các biện pháp phòng dịch cứng rắn để ngăn chặn làn sóng dịch COVID-19 mới. Các biện pháp thích hợp đã được đưa ra, nhưng những động thái tiếp theo còn phụ thuộc vào tình hình thực tế. Park Sun Hương, thư ký cấp cao về truyền thông của Tổng thống, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh. Giới chức yêu cầu các bệnh viện phải dành thêm giường cho bệnh nhân COVID-19 và cố gắng để nhanh tiêm nhắc lại bằng cách rút ngắn khoảng cách giữa mũi thứ hai và thứ ba từ 4 đến 5 tháng xuống còn 3 tháng kể từ tuần này. Tính đến hôm nay, hơn 81% trong dân số hơn 51 triệu người đã được tiêm chủng đầy đủ và 13% được tiêm nhắc lại. Theo ông Park, giới chức cũng có thể quyết định tăng cường hạn chế trong tuần này tùy thuộc vào số ca nhiễm và nhập viện các chuyên gia cho rằng ca nhiễm gia tăng nghiêm trọng ở Hàn Quốc nhấn mạnh nguy cơ đặt ra những lo ngại kinh tế trước sức khỏe cộng đồng khi biến chủng Delta làm giảm hiệu quả vaccine và hầu hết người dân đang trở mũi tăng cường. Tuần trước, Hàn Quốc báo cáo khoảng 6.000 ca mới mỗi ngày, trong đó có 3 ngày liên tiếp hơn 7.000, cao gấp 3 lần mức 2.000 đầu tháng 11. Ca nhiễm gia tăng trong bối cảnh chính phủ nới lỏng đáng kể quy định về giãn cách xã hội động thái được giới chức mô tả là bước đầu tiên để khôi phục tình trạng bình thường. Khi cho phép các cuộc tụ tập đông người, thời gian ăn uống trong nhà lâu hơn và mở cửa lại hoàn toàn các trường học, giới chức dự đoán tỷ lệ tiêm chủng được cải thiện sẽ ngăn chặn ca nhập viện và tử vong, ngay cả khi virus tiếp tục lây lan. Tuy nhiên, nước này chứng kiến sự gia tăng ca nhập viện của người trên 60 tuổi, những người không được tiêm chủng đầy đủ hoặc người đã tiêm vaccine trong đợt triển khai đầu tiên vào tháng 2, nên khả năng bảo vệ của vaccine đã suy giảm. Dù ca nhiễm tăng trong tháng này, chính phủ do dự tái áp đặt biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn với lý do công chúng mệt mỏi và Tổng thống Mochine tuyên bố đất nước sẽ không lùi về quá khứ. Sự trần trừ kéo dài đến tuần trước khi giới chức cấm tụ tập riêng tư từ 7 người ở vùng thủ đô và yêu cầu người lớn xác minh tình trạng tiêm chủng khi tới nhà hàng và các địa điểm trong nhà. Các chuyên gia y tế cho rằng những động thái này vẫn chưa đủ, cần áp đặt biện pháp nghiêm ngặt hơn như làm việc tại nhà, mở rộng hỗ trợ tài chính của chính phủ cho doanh nghiệp nhỏ để đảm bảo tuân thủ giãn cách xã hội. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jine đã kêu gọi nhanh chóng tiêm mũi tăng cường cho người cao tuổi khi quốc gia này đang vật lộn để giải quyết số ca nhiễm hàng ngày tăng cao, trong đó có cả trường hợp nhiễm biến thể Omicron. Tổng thống Moon Jine nói trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Kim bo Kyung xin đặc biệt quan tâm đến việc tăng tốc tiêm liều tăng cường cho người cao tuổi trong cộng đồng. KDCA cho biết, 83,6% trong số 52 triệu dân của nước này đã tiêm ít nhất một mũi vaccine, trong khi 81,1% đã tiêm hai mũi và 11,8% đã tiêm nhắc lại. Bắt đầu từ tháng 2 năm tới, chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch yêu cầu không chỉ người lớn mà cả trẻ em từ 12 đến 18 tuổi phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 hoặc xét nghiệm âm tính tại các cơ sở như phòng học, địa điểm công cộng và trường luyện thi. Từ ngày 6 tháng 12, chính phủ nước này đã thực thi các quy tắc quản lý xã hội chặt chẽ hơn để ngăn chặn sự lề làn nhanh chóng của dịch COVID-19 và biến thể Omicron. Theo các biện pháp mới, sẽ có hiệu lực cho đến ngày 2 tháng 1 năm 2022. Các cuộc tụ họp riêng tư được giới hạn cho 6 người ở thủ đô Seoul và 8 người ở các khu vực khác nhau trên toàn quốc. Hiện nay, nhiều cơ sở kinh doanh cần yêu cầu khách tiêm phòng đầy đủ hoặc có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính. KDCA đã xác nhận thêm 12 trường hợp nhiễm biến thể Omicron, nâng tổng số ca nhiễm biến thể mới ở Hàn Quốc lên 75 trường hợp. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, trong khuôn khổ chương trình trên, quân đội nước này đặt mục tiêu tiêm phòng cho khoảng 400.000 quân nhân và nhân viên dân sự từ nay đến ngày 14 tháng 1 năm 2022. Động thái trên diễn ra sớm hơn kế hoạch ban đầu khoảng 2 tuần trong bối cảnh ngày càng có nhiều báo cáo về các ca lây nhiễm đột phá trong quân đội, nghĩa là các trường hợp vẫn mắc COVID-19 dù đã tiêm vaccine đầy đủ. Vào tuần này, sẽ có 41 trung tâm tiêm chủng thực hiện tiêm các mũi tăng cường trong khuôn khổ chương trình trên. Kế đến, vào tuần tới, sẽ có tổng cộng 91 trung tâm tiêm chủng tham gia chiến dịch này. Trước đó, cùng ngày, quân đội Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 25 ca mắc COVID-19 và tất cả đều là các ca lây nhiễm đột phá. Như vậy, tính đến nay, tổng số ca mắc trong quân đội nước này đã tăng lên thành 2.738 ca, trong đó có 981 ca lây nhiễm đột phá. CNA dẫn lời giới chức Hàn Quốc ngày 10 tháng 12 cho hay, Hàn Quốc sẽ giảm khoảng thời gian tiêm vaccine COVID-19 nhắc lại từ 4 đến 5 tháng xuống còn 3 tháng nguyên do nước này đang phải vật lộn để ứng phó với số lượng kỷ lục các ca mắc mới, cùng với đó là lo ngại về biến thể Omicron ngày càng gia tăng. Động thái này diễn ra 3 tuần sau khi chính phủ giảm khoảng thời gian tiêm liều nhắc lại đối với những người từ 60 tuổi trở lên và nhóm những người được ưu tiên từ 6 tháng xuống còn 4 tháng. Khoảng thời gian cho tất cả những người trưởng thành khác là 5 tháng. Cho đến nay, Hàn Quốc đã tiêm phòng đầy đủ cho gần 94% người trưởng thành và hơn 31% trong số 17 triệu người đủ điều kiện để được tiêm nhắc lại. Nhưng kể từ khi các quy định chống dịch được nới lỏng vào tháng trước theo kế hoạch sống chung với COVID-19, đất nước này phải đối mặt với số lượng ca bệnh mới tăng lên, gây ra nhiều căng thẳng nặng nề cho hệ thống y tế.